Sương Nông TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Sương Nông sẽ giới thiệu cho các bạn một loại bét tưới phun mưa, đó chính là bét u phun ngang. Như các bạn thấy thì đây là một loại bét tưới phun mưa hình dạng chữ U có màu đen và có ren ngoài là 21. Các bạn dễ dàng sử dụng các nối ren để kết nối với ống PVC, hoặc các bạn có thể dễ dàng lắp đặt với các loại ống khác như là ống PE. Và loại bét tưới U phun ngang này có bán kính tưới là từ 4 cho đến 5 mét và áp lực tưới là từ 0,8 cho đến 1,63 và lưu lượng tưới là từ 100 cho đến 150 lít trên giờ. Như hình ảnh của các bạn thấy thì loại bét tưới này có góc tưới phun đó là 360 độ, phun rất đều và hạt mưa rất mảnh. Do đó các bạn có thể sử dụng để tưới các loại rau màu, hoa cỏ khác nhau trong sân vườn của các bạn. Đây là một loại bếp rất dễ dàng lắp đặt và sử dụng, rất tiện lợi. Nếu như bà con nông dân có quan tâm, có nhu cầu về loại bếp tưới phun mưa này hoặc về hệ thống tưới tự động, hãy liên hệ ngay về số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn. Sương Nông xin chào và hẹn gặp lại bà con nông dân trong những video clip tiếp theo.